Lo xin chào cả nhà, chắc chắn là mọi người đã biết đến cái sản phẩm của Petty Skin rồi đúng không ạ? Đang làm mưa làm gió trên thị trường luôn, kể cả những cái dòng về tẩy trang hay là serum B5, các bạn thấy là hiện nay đang rất là hot dần dần ở trên mạng xã hội rồi. Và hôm nay thì mình sẽ giới thiệu cho mọi người 5 mẫu kem chống nắng của Petty Skin dùng rất là ok mà phù hợp với mọi loại da luôn và dành cho những da có cái những cái chất riêng. Thì cái sản phẩm chống nắng Petty Skin này thì mình thấy là dùng rất là thích và giá thành nó lại rất hợp lý luôn. Bình dân vô cùng nha mọi người, dùng siêu êm. Thì trong này mình giới thiệu cho mọi người 5 cái mẫu kem chống nắng của hãng Petty Skin. Và trong này đầu tiên phải nói đến là cái con em đỉnh như thế này, dùng cho da dầu, da mụn và da nhạy cảm. Đó, bạn nào mà da mụn, da nhạy cảm thì bạn thấy là khó dùng vô cùng luôn. Đấy, không biết dùng cái loại nào mà cho ok thì các bạn nên chọn con Petty Skin loại màu xanh này. Đây, chiết xuất từ rau má và rất là thích hợp với những bạn mà đang bị mụn, đang bị dầu và đang bị rất là nhạy cảm, mà dùng nhiều loại mà không được thì các bạn thử ngay cho mình con em rau má của nhà Petty Skin này mọi người nhé. Đây là hàng công ty, hàng chuẩn luôn, có tem phụ đầy đủ luôn. Và cái tem thì các bạn sẽ thấy là niêm yết mã QR, các bạn mua hàng các bạn có thể cào mã QR để kiểm tra sản phẩm nhé. Đó, hàng nhái thì bây giờ nó tràn lan luôn. Đó, thì hôm sau mình sẽ, nếu mà có hàng nhái ra thì mình sẽ phân biệt cho bạn ngay nhé. Đấy, các bạn cứ đăng ký kênh giúp mình để mà theo dõi những video tiếp theo. Tiếp theo mình phải kể đến đó là cái con em Pink Tone Up. Đấy, nếu mà bạn nào muốn bật tông tầm 2 đến 3 tông mà ra đường mà không cần make up, các bạn chỉ cần tô một gọi là thoa một chút kem chống nắng thôi là da các bạn đã sáng hồng lên rồi, thì các bạn sử dụng ngay cho mình con Pink Tone Up này, nó sẽ bật tông cho bạn luôn. Đó, loại này các bạn thấy là 70ml bình thường. Nếu mà kem chống nắng có 30-50ml thôi mà cái của bọn Petty Skin này 70ml liền, các bạn thấy rất là ok mà giá thành vô cùng hợp lý luôn nha mọi người. PA của nó là 4 cộng và chỉ số chống nắng là 50 mọi người nhé. Đó, loại này thì kem chống nắng vừa cung cấp độ ẩm cho da vừa làm kem chống nắng luôn và lại nâng tông, rất là thích luôn mọi người. Loại này thì mọi người sẽ thấy là màu vàng. Màu vàng của nó thì các bạn sẽ thấy là nó là lâu trôi. Đấy, water này, đó các bạn sẽ thấy là water brow long wearing. Đấy, các bạn sẽ thấy là nó chống nắng lâu và lâu trôi cho mọi người luôn. Đấy, nếu mà bạn nào mà đi biển đi nước nhiều hay là hay bị mồ hôi nhiều hay là ngoài trời nhiều thì bạn dùng cho mình loại này. Mẫu này thì nó sẽ là chống nắng và lâu trôi cho mọi người nhé. Tiếp theo là mọi người dùng cho mình con Noseable Tone Up này, nó cũng sẽ bật tông cho các bạn. Đấy, nhưng mà cái loại này nó giống hơi giống dạng che khuyết điểm, bởi vì nó sẽ là hơi màu vàng vàng một chút, tệp với da của mình luôn. Nhưng còn loại này thì nó sẽ là hơi hồng hồng, nó sẽ bật tông cho bạn nhưng mà cái kem, chất kem của nó sẽ là hơi hồng hồng lên một chút. Đấy, loại này cũng chống nắng và cung cấp độ ẩm cho da luôn. Và nó có cái một chút hơi hồng hồng lên một chút là làm cho da nó bật tông và sáng lên. Bạn nào thích tông hồng thì bạn sẽ dùng cho mình màu này nhé. Tiếp theo là các bạn sẽ thấy là loại này, đây mọi này là chuyên về dưỡng ẩm cho mọi người luôn. Đó, chuyên về dưỡng ẩm cho mọi người luôn nhá. Đấy, nếu mà bạn nào mà da khô thì mọi người dùng cho mình màu xanh này nhá. Đó, như vậy là mình đã giới thiệu cho mọi người 5 cái sản phẩm kem chống nắng của nhà Petty Skin đang rất là nổi tiếng luôn. Đó, và trong này chỉ có cái rau má này dành cho da dầu, da mụn là đắt nhất thôi. Đó, và còn lại thì các bạn thấy là toàn là giá trên 100.000 hết mọi người nhá. Đấy, dùng rất là ok và giá thành rất là rẻ luôn. Đấy, nếu mà còn thắc mắc cho những cái sản phẩm chống nắng của Petty Skin, mọi người có thể liên hệ trực tiếp với mình. Thực sự mình nhấn mạnh một điều nữa là kem chống nắng là cái quan trọng hàng ngày luôn, rất là quan trọng, không kể những bạn mà không phải chỉ những bạn mà đi trực tiếp với nắng ở ngoài trời và phải dùng hàng ngày đâu, mà những bạn, tất cả chúng ta đều nên sử dụng hàng ngày luôn. Bởi vì ánh nắng mặt trời là UVA, UV là ok rồi, nhưng mà còn ánh sáng, các bạn thấy ánh sáng xanh này hay là tia hồng ngoại, các bạn thấy từ máy tính, điện thoại, nó ảnh hưởng đến da chúng ta hàng ngày luôn. Và khi mà da ảnh hưởng thì nó lên nám tàn nhang đó, nên là mọi người phải dùng kem chống nắng hàng ngày nhá. Thì còn thắc mắc cho những cái sản phẩm chống nắng của Petty Skin này, mọi người thì liên hệ trực tiếp với mình qua số là 0985 328 298, mình sẽ tư vấn cụ thể cho mọi người. Ok, xin chào cả nhà.